Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tuấn Anh Nguyễn đây. Theo giờ China thì bây giờ đã qua ngày rồi, mùng 1 tháng 7 rồi. Đấy, thì nó sẽ ra cái vòng AK Bon Bet. Nó đã ra cái vòng AK Bon Bet. Mình vừa đây là có sự kiện nạp tệ nhận kim cương. Mình cũng vừa mới làm xong đây, nhờ Tú Nguyễn. Rồi. Nhận hết kim cương đi, xong vào quay cho nó đã. 19.372 kim cương. Vào siêu thị xem có cái gì không. Không có cái gì, ở đây toàn mấy cái súng cho thuê linh tinh tinh nhưng mà không có gì mới mẻ cả. Âu dê. Vâng, và đây cái vòng quay AK Bon Bet đây. Thì bây giờ mình sẽ quay full vòng này cho mọi người xem. Chìa khóa mà, còn nhiều lắm, không phải lo. Đầu tiên là quả bom. Lại cung. Ngán cung lắm rồi. Đâu rồi, tự nhiên xem màn hình. Rồi Thompson. Thompson hoa chuối. Cái này là đánh pass à? Rồi mình đã đánh pass xong rồi. Giờ sẽ quay ra cái gì đây? AVKM hoa chuối. Tiếp theo ra cái gì đây? Rồi một 4A1 hoa chuối. Kiểu gì sao cũng là con M14 EBR phải không? À không phải, con này con gì? MG3 hay... À không phải, cũng không phải MG3. Khẩu súng gì? Mình có khẩu này nhưng mà mình không biết tên. Rồi, Thuận Thiên Thừa Kiếm. Hoàng Đế Chú Viết. Ra đây đây. Ấy biết ngay ra con nục. Nục khựa này. Rồi giờ lên chắc chắn là AK rồi. Vâng, đây. Chính cái con cờ hó này đây. Ok, và bây giờ mình sẽ vào mình so sánh với các súng khác xem nó như thế nào. Đầu tiên là để kéo xuống nữa. Sao? Xem phần tay đi. Đây nó đây rồi. Vâng, so sánh với AK Inferno, hai bản đều chưa nâng cấp, cũng không chênh lệch nhau là mấy, giống thì giống hệt nhau ấy. Cái đây là AK Transformer, nói chung là được cái này thì mất cái kia. Thì cái khẩu này là nó chưa nâng cấp lên level 2 thì phải kin 10.000 mạng bằng khẩu là bằng khẩu level 1 thì mới có thể nâng cấp thành level 2 được. Nhìn rất là ngon đúng không? Đẹp mà, nhưng mà nó hơi bạc từ đầu. Cái gì đấy? Ấn không được đấy, ơ kìa. Cái gì đây? Lag à? Không nâng cấp được à? Ơ kìa, mình ấn vào không được này. Lag rồi, còn này kia này lag rồi, không lên. Dưỡng đâu rồi mà. Không được, không được, không được. Lag. Một là lag, hai là phải nâng cấp thành level 2 nó mới cho nâng cấp mà thôi. Mình sẽ cho nâng cấp khẩu một cái rồi. À mà thôi, từ đó đã so sánh đam đã. À mà thôi, vẫn mấy khẩu kia là nâng hết rồi thì mình sẽ nâng luôn khẩu này để so sánh cho dễ vậy. Rồi. Đấy, so sánh với nục Inferno. Tất cả các thông số đều thấp hơn. Có cái bằng, có cái một là bằng, hai là thấp hơn. Còn đây là Bon Bet thì cũng thế. Có cái chính xác thì nó hơn Bon Bet thôi. Rồi, đây là kiếm VIP đây. Thuận Thiên Thừa Kiếm, Hoàng Đế Chứa Viết. Thì cái tên thật của nó là Kiếm Thiên Sứ mà. Chữ Hán kìa. Thì theo phiên âm thì nó là Thiên Sứ mà. Đây là cái linh tinh. À mà thôi, kiếm VIP mà mình lại đi so sánh cái linh tinh đấy là cái gì? So sánh với Transformer Gold VIP đây. Thuận Thiên Thừa Kiếm nhỉnh hơn rất là nhiều. Còn đây là kiếm Dao Inferno. Đấy, đam nhỉnh hơn mới đau chứ, đam nhỉnh hơn.
Rồi, mình sẽ làm cái clip sớm nhất có thể cho mọi người xem về mấy cái mới này. Rồi, xem nào, tiếp theo nào. Đến cái con thơm sơn hoa chuối này đi. So sánh với thơm sơn vít xem nào. Súng vàng mà, chắc nào cũng ngon đấy. Những cái dòng súng vàng rất là ngon. AVKM, AVKM. Đấy, tất cả đều là súng vàng hết, so sánh với VIP đi. Còn nếu so sánh với cả mấy súng tím thì chắc chắn là súng vàng sẽ nhỉnh hơn rồi. Đấy. Còn mấy khẩu M4 các kiểu kia thì thôi mình sẽ để sau đi nhá. Giờ thì mình sẽ vào test đam khẩu này. Ok, come on baby. Vâng, các bạn cũng có thể thấy đây. Nhìn cái tâm như kiểu nó không giật ý. Ui dồi, bắn phê lắm. Ui, cái tâm như không giật ý. Ui tuyệt vời. Thực sự là các bạn nên đầu tư. Con này quá là ngon rồi. Ngon như thế này thì lên khẩu lên level 2 nó còn ngon nữa. Thì cái khẩu level 1 này nó chỉ có cận chiến một phát thôi. Lên level 2 thì nó mới có cận chiến liên hoàn là 3 phát cùng một lúc. Để xem chế độ đặc biệt. Chế độ đặc biệt của nó bắn thôi 1, 2, 3, 4, 5 à? 5 phát. Rồi mình sẽ chờ cho hết thời gian thì mình sẽ bắn lại cái chức năng đặc biệt của nó. Ngon nhờ, ngon phết đây, không phải đùa đâu. Nhìn mà nhìn. Ui giời ơi, sợ chưa? Nói chung là rất là ngon rồi. Ok thì mình sẽ test như thế thôi. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều clip mới nhất về cái khẩu AK Bombette này nhá. Mình sẽ làm clip sớm nhất có thể cho mọi người xem. Ok, xin chào game mọi người.